Ok, và tiếp nối với cả series đánh giá về vũ khí, đặc biệt là các dòng skin ở trong Valorant. Chúng ta đã trải qua một tập khá thành công với cả Vandal và mình nhận được rất là nhiều những ý kiến đóng góp của anh em là tập tiếp theo chúng ta nên làm về Phantom đúng không? Được rồi, ngày hôm nay lên cho các bạn một cái tier list về những skin Phantom nên mua. Hiện tại thì tôi đang có một cái list ở đây. Đây là tôi thấy nó ghi là cập nhật đến tháng 2 năm 2024. Tôi hy vọng là đủ. Nếu như mà thiếu khẩu nào thì anh em nhớ nhắc tôi nhá. Thì tất cả những cái dòng mà tôi không liệt kê là những cái dòng sẽ rơi vào hạng C như này nhá. Bởi vì nó là những cái dòng mà không có hiệu ứng cái thứ gì cả. Còn lại thì tôi sẽ chỉ lấy những cái khẩu điển hình thôi anh em ạ. Cái dòng này thật ra nó hơi lờ mao. Xóa đi. Tôi sẽ để là S, A, B và C thôi nhá. Cũng giống như tập Vandal. Đầu tiên nhắc về tier S của những khẩu Phantom. Cái thứ nhất ấy, nó phải là khẩu Phantom Recon. Nó chính là khẩu này. Nào, khẩu này xứng đáng là khẩu TRS. Đây chính là khẩu súng mà Texture đã sử dụng và giành được cho mình chiếc vô địch của mùa giải Pacific vừa rồi nha. Anh ấy dùng cái variant màu đỏ. Khẩu tiếp theo, trước khi mà chúng ta biết đến khẩu Phantom Recon này thì có một khẩu Phantom phải nói là cứ thấy là mua, thấy là phải mua và ai cũng mong muốn nó xuất hiện ở trong chợ đêm. Đó chính là khẩu Only Phantom. Đây cũng là một dòng skin mà đem lại một cảm giác bắn nó rất là đầm. Âm thanh, cue mark, hình ảnh, finisher, mọi thứ đều rất là hoàn thiện. Và đặc biệt là cái đa sắc của nó rất là đẹp. Nhất là cái màu trắng hay là cái màu xanh của nó. Cực kỳ ổn luôn nha anh em nhá. Anh em có thể tham khảo hai dòng Vandal này. À, hai dòng Phantom này, chính xác hơn. Bên cạnh đấy thì tôi cũng đánh giá rất là cao một con mà âm thanh thì hiện đại. Finisher cũng rất là đẹp. Tiếng súng thì kiểu thanh thoát. Đấy là con Iron Phantom. Đây cũng là một trong những con Phantom quốc dân được nhiều người lựa chọn ở trong Tier S. Nếu như đặt ngang hàng cùng với con Oni Phantom ngày xưa thì mọi người có câu hỏi là Oni hay là Iron ấy, bởi vì nó viết khá là giống với nhau ấy, đều là ba cái chữ cái là O, I với cả N đấy. Thì tôi thấy cả hai con này như nhau. Trong cá nhân tôi đánh giá vẫn là một cho Recon, hai cho Oni và ba cho Iron. Còn ngoài ra để đặt lên bàn cân một con Phantom khác mà được dạng Tier S thì tôi nghĩ là chỉ có 3 khẩu này thôi. Còn với những khẩu mà Tier A cộng mà tôi có thể đặt lên, đầu tiên đó chính là khẩu Phantom Ram. Phantom Ram là khẩu bản rất là clean. Tôi để nó ở hạng A cộng đi, không đến mức là hạng A đâu, nó trên hạng A một xíu. Đó, Phantom Ram. Bên cạnh đấy sẽ là khẩu Phantom của mùa Champion. Khẩu này cũng rất là thanh thoát, rất là đẹp, hiệu ứng cũng rất là ok, nhưng các bạn phải có khoảng tầm 25 kill trở lên thì các bạn mới kích hoạt được toàn bộ cái màu sắc của nó nhá. Bên cạnh đó thì hạng A chúng ta vẫn còn thêm một vài dòng súng nữa, ví dụ như khẩu Phantom Mage Bang này, khẩu này Q Mark, tất cả mọi thứ cũng rất là hay, nhưng để lên TRS thì chắc là chưa. Khẩu Phantom đồ chơi là một khẩu khá là dễ bắn nhưng mà âm thanh của nó tôi không đánh giá quá là cao và tôi xin phép chỉ để nó ở hạng B thôi nhá. Hạng B thôi. Chắc là chưa lên được hạng A đâu. Phantom Gaia cũng là một khẩu mà mình thấy mọi người sử dụng không nhiều, mặc dù thiết kế của nó cũng khá là đẹp. Tôi cũng chỉ cho nó là hạng B thôi. Về cá nhân tôi trải nghiệm khẩu Gaia này nó không tốt bằng những cái khẩu súng khác. Phantom Iron, à nhầm, đây là khẩu Phantom Glitchbomb. Tôi sẽ để nó ở trên hạng A. Khẩu này bắn cũng ok, thật ra là A trừ thôi. Nó có một vài cái vết xước. Mà tôi sẽ không liệt kê ra nhá. Khẩu Glitchbomb này so với khẩu Vandal thì nó đanh hơn, còn khẩu Glitchbomb Phantom thì ra là nó hơi nhẹ nhàng quá, đôi khi kiểu mình hay bị lệch đam ấy. Phantom River là một cái mà mình cũng sẽ để ở hạng A. Mặc dù là Vandal của River thì nó ở hạng S, nhưng mà với khẩu Phantom này nó được làm lại cho phù hợp hơn với một cái dòng súng kiểu để sấy là chủ yếu ấy, thì mình không thích hợp với nó lắm. Đấy. À, tiếp theo chúng ta còn một vài dòng Phantom của bộ Sentinel Blind, Phantom RGX này, Singularity. Singularity là một khẩu tôi sẽ để nó ở hạng A. Mặc dù Singularity này có khẩu Serif rất là ngon, nhưng mà với khẩu Phantom thì thực chất đánh giá của mọi người cũng là xây khá là chớ. Đấy. Phantom SOL này tôi sẽ để nó ở hạng B nhá. Ở dòng súng này tôi không đánh giá cao nó lắm, nên là rất là xin lỗi các bạn nào là một fan của SOL. Phantom RGX thì tôi cũng sẽ để nó ở hạng A. Quan điểm của tôi nó khá là giống những cái dòng còn lại như này. Nó có một số những điểm cộng, nhưng về mặt xuất sắc thì tôi nghĩ là ba con này ở hạng S thôi. Tôi có một cái ranh giới khá là cao giữa hạng A và hạng S. Phantom Nat là một Phantom mọi người mua cũng khá là nhiều.
Nhưng thực chất để mà nói, ngoại trừ NAT là người sử dụng nó và tạo ra cái tiếng vang cho khổ Phantom này, thì nó không có gì nổi bật cả, khi tất cả mọi thứ đều là default. Nó chỉ có thay đổi về cái màu sắc thôi các bạn. Nên là công tâm mà nói thì nếu như xét tất cả những cái dòng có gọi là hiệu ứng ở hạng trên thì khẩu đấy chỉ là tầm hạng C thôi. Còn là thích thì cứ thích nhá, các bạn thích thì các bạn cứ mua nhá, thoải mái luôn. Ủng hộ idol của mình, cứ mua thoải mái luôn. Ngoài ra chúng ta còn một vài những cái dòng khác nữa. Đấy, tôi sẽ để khẩu Phantom Đại Suy Vong này cũng sẽ rơi vào tầm hạng B. Thật ra nó sẽ là hạng A đấy, bởi vì khẩu Phantom Đại Suy Vong đấy và khẩu Phantom Singularity này này nó khá là giống nhau ấy, nó có một trải nghiệm tương đương nhau, nhưng mà cái diện mạo của nó trông khá kiểu ma mị và đẹp. Chúng ta còn những dòng nào có hiệu ứng nhỉ? Khẩu này tôi sẽ để nó ở hạng B thôi. Tôi không đánh giá cao cái băng đồ này lắm, do đó tôi sẽ chỉ để nó ở hạng B thôi nhé mọi người nhá. Còn một vài dòng Phantom nữa nhưng mà tôi không ấn tượng, do đó thì tôi cũng sẽ không list nó vào những cái dòng mà ở trên cái bảng trên, bởi vì nếu tôi đánh giá hết tất cả chỗ này thì nó sẽ rất là khó. Ví dụ tôi nói với các bạn đâu, ví dụ cái dòng Phantom này, đây là bộ Phantom kiểu dạng quân sự đúng không, không đẹp, không ngon, rất là bình thường. Bộ này là bộ default này, bộ Battle Pass này. Đấy, bộ này Valorant Go này, bộ kim hổ của Battle Pass các thứ này. Đấy, những cái dòng như này thì thật ra chẳng có cái điểm gì nổi bật cả. Đấy, nếu xét ở đây không có cái điểm gì nổi bật ở những cái dòng skin Phantom này cả, mặc dù cũng có một số cái nó có hiệu ứng đấy chứ. Ví dụ Phantom Minima này nhìn trông rất là kiểu Minecraft này. À, đây là Phantom Spectrum cũng là một khẩu mà tôi sẽ để nó ở trên hạng A nhá các bạn nhá. Kim mắc của khẩu này rất là hay, nó có âm thanh nhá các thứ nữa. Và thêm một phần nữa là nó khá là đắt. Tôi sẽ để cho nó hạng A trừ đi, không đến mức hạng A đâu, bởi vì cái mức giá đấy thì các bạn có nhiều sự lựa chọn hơn. Khẩu này thì ở hạng B rồi, tôi không đánh giá cao, tôi cho nó hạng B. Còn ý kiến cá nhân của mọi người như thế nào thì mọi người cứ chia sẻ với mình nhé. Dù sao thì đây cũng chỉ là một cái list mà lý định đánh giá theo gọi là trải nghiệm sử dụng của bản thân mình. Đó, mình thích cái nào thì mình cho nó hạng S, mình không thích thì mình để nó hạng A, hạng B. Mỗi người có một trải nghiệm khác nhau nên chúng ta hoan hỉ với những ý kiến của nhau nhá. Và tất cả mọi đóng góp ý kiến thì mình sẽ tiếp nhận, nhưng tất cả những cái đóng góp mà có ý toxic hay là kiểu đánh giá những thứ thì mình xin phép là mình sẽ ngó lơ. Đấy, bởi vì những cái quan điểm cá nhân này chúng ta đều phải đồng ý với nhau là mỗi người có một cái sở thích. Tôi chỉ đưa ra cái bảng này trên cá nhân tôi, nếu như mọi người muốn nghe, lắng nghe chia sẻ của tôi và mọi người gọi là để tham khảo là chính thôi. Còn anh em nào mà thích những cái khẩu như thế này thì anh em cứ thích, nó là chuyện bình thường, nó hoàn toàn là cái sở thích của anh em, không ai đánh giá được những cái việc đấy cả. Thế nhá, tất cả những dòng skin này thì tôi nghĩ là tôi lọc qua gần hết rồi, còn lại một vài dòng có những cái hiệu ứng nhưng mà thật ra nó cũng không quá là đáng kể đâu so với những con mà tôi đang liệt kê ở trên đây, là những con khá là nổi bật. Hy vọng là cái tier list của bảng Phantom lần này sẽ giúp cho anh em gọi là có thêm những cái đánh giá chi tiết về những dòng skin mà anh em nên bỏ tiền túi mình ra mua ở trong thời gian sắp tới nhá. Còn thì tập sau chúng ta làm về những cái gì, Zao, Serif hay là Op hay kể cả là Guardian đây, các bạn cho mình ý kiến ở dưới comment nhé. Còn bây giờ thì bye bye, hẹn mọi người ở tập sau.